Dạ quay luôn để hồi sợ mở hát karaoke có không quay được. Cả nhà em giờ 5:45 rồi, 6 giờ kém 15 tối. Giờ Ngân với mẹ nấu canh chua ăn cơm, đi quay clip cả ngày luôn. Mới tắm rửa hồi nãy tính ngủ miếng mà sao nằm hoài ngủ không được. Kỳ có hồi nó tới mùi Để gì nằm luôn đâu đó ngủ đó, tới hồi ép ngủ thì ngủ không được, tính ngủ cho khỏe đang làm clip vậy làm clip chưa chưa để gì tỉnh táo mới làm clip được chứ kiểu như mùi mùi nửa tỉnh nửa mơ là không bao giờ làm clip nổi. Nấu canh chua bông điên điển với tôm tôm lột, bông điên điển với rau má hồi sáng mẹ hái nè, với ngò gai có hai nãy chuối dẹt. Ủa hai 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 nãy chuối cau chà hồi nãy bác mười bên bà hai á cho mình mang về ăn, với lại mớ sào bằng là thịt kho với cá kho ngày hôm qua dạ hâm lại cho nó kẹo kẹo lại cho nó ăn cơm với canh chua, với lại cái gì quên mẹ bị gì quên nghe tấm dẹp bà ngoại cho tấm dẹp hồi nãy á, không dọn ra ăn luôn, ăn chung với cơm luôn. Giờ ăn cơm đói bụng quá à. Ngon đây. Bông điên điển này là cái loại khác á cả nhà, nó có hai loại bông điên điển luôn á, cái bông điên điển màu vàng mà nó không có đốm đốm đen đen vàng tươi vàng mà vàng trơn á, còn này nó có loại nó bung bung ra bự bự mà nó có đốm đốm vậy nè, không phải nó hư đâu mà tại nó vậy đó cả nhà. Rồi sao có kiến vậy mẹ? Okay. Tại để rửa để kiến nó vô nè. Tôm với thịt ba gọi nấu lộn nha. Ba gọi nấu canh chua ngon lắm. Có ngò gai. Ba hát vô xong. Giờ nước gạch. Gạch tôm nó ra vàng vàng nè. Rau mát, rau lục bình á. Ở quê kia là rau mát. Hết cái nữa chứ để đây. Nó xẹp mà quan trọng ăn hết không thôi chứ biết là nó xẹp rồi đó. Cái này kiểu vợ đậu á, nấu luộc rau hồi khóc chết bà luôn à, nói sao mà nãy đóng rau mà còn có chút xíu. Giờ có hai mẹ con ăn cơm đồng đông mới vui chứ, nhà muốn đông cũng có đầu đông. Đóng cửa nhà trên cho mẹ chén ăn cơm rồi sao ăn hai chiều là cơm chiều đơn giản vậy à, kho cái đó cho nó quéo quéo mẹ, rồi cái quẹt quẹt ăn cơm cho nó kho cho nó sắc lại luôn. Để nó cũng múc ra tô ăn nè, mua loại này nó không hút nước làm không có ráng, nó dày dày ngon, mua cái loại mà lông á, cái lông mà mịn mịn á nó hút nước dữ lắm, cái khăn lau tay cảnh không mua lau bếp nữa mà mua cái loại mà khăn mà mua ngoài chợ bà Chiểu người ta bán gông á mà 20.000 bốn cái đó cả nhà đó. Mà cái loại có chỗ bán 30 mấy ngàn, nói chung là cùng một loại đó luôn nhưng mà có chỗ bán mắc hơn, có chỗ bán 35 ngàn. Vinh hôm đó trong lúc dịch nó mua bên quận 3 bán 35 ngàn lố bốn cái, còn bữa bên chợ bà Chiểu bán rẻ hơn là lố có bốn cái mà có 20 ngàn. Dữ vậy nè. Nãy lấy cái tô bẩn quá nhìn nó không đẹp, đổi cái tô tẹt tẹt quay phim cho đẹp cả nhà. Mà tô này nhỏ hơn tô nãy. Nhìn cũng ngon ha. Nó vớt vớt mấy con tôm lên đặng làm mặt cho nó đẹp. Ít bị ăn có món à. Chứ có nhiều nhỏ gì đâu. Bởi vậy có mấy con tôm mà lôi lên mặt để cho khán giả nhìn ăn cho nhiều. Rồi, có đầu tôm nữa kìa. Lo lo mấy cục ba gọi lên để cho làm mặt rồi làm mày rồi rồi còn gì nữa không, rồi xong nó cho mấy miếng ba gọi lên hết đó thấy chưa, rồi bông điên điển nó lặn đâu mất mẹ hết trơn rồi, sập sập cái mắt cái này nó xẹp á mất màu luôn rồi. Rồi đây rồi tuyệt vời chưa, chuyện như mày hỏi khác ngạc luôn. Khoan khoan đưa cái nồi con quay để thêm tiêu, cho tiêu vô nha cho nó thơm cả nhà.
không quéo quéo vậy đó, ăn với canh chua. Trời ơi, một nồi tôm luôn, quá một nồi tiêu luôn. Ăn vậy thôi, tiêu nhiều cho thơm cho nóng bụng. Rồi, tắt bếp rồi để quên nè. Thế à. Quéo quéo vậy chứ ăn canh chua hợp lắm. Rồi ha. Nhìn nó thơm mùi kho quẹt dễ sợ luôn. Mời cả nhà ăn cơm chiều với mẹ với Ngân nha. Có chuối thì dọn chuối. À, có cơm dẹp thì dọn cơm dẹp, nước mắm với muối ớt, tô canh chua như đó. Mà xong buổi cơm chiều. Trời ơi, rau mát nha cả nhà. Cái này mấy chỗ ở thành thị không có món này đâu nha. Trời ơi. Trời ơi, món này nữa nè. Cái nồi kho quẹt. Thiếu quên giới thiệu món kho quẹt. Không? Thêm món kho quẹt nữa lên tự nhiên thấy cái mâm nó bự hẳn ra luôn á. Nó đẹp hẳn ra luôn ạ. Nhìn nó nhiều thêm chút nữa. Hồi nãy tự nhiên quên, tự nhiên cậu sao con mau quên, với ta mới thấy nồi kho quẹt trên bếp cái tự nhiên quên ngang luôn, là không có nhớ nhắc đem cái nồi kho quẹt xuống. Đớt không? Người miền Tây á là ăn canh chua á là mình chan cái nước canh chua vô trong cái muối ớt nè. Người miền Tây là thích ăn canh chua chấm muối ớt là phải chan cái nước canh chua hoặc là giấm chanh vô. Còn ai thích ăn nước mắm mặn thì ăn. Cũng có dĩa nước mắm mặn nữa nè cả nhà. Mà mẹ Ngân khoái ăn cơm canh chua nước mắm mặn rồi vậy đó. Chứ nước mắm mắm làm mắm tỏi ớt thì không khoái. Cơm dẹp nè. Hồi nãy ông ăn cho sách đem ra dọn ra đây nè. Cắt thêm chú già kẹp kẹp ăn bảy nữa. Chú sống. Lon gạo mà không hết. Cái chén trao dẹp hả mẹ? Cửa hả? Ừ thôi, ấy rồi mỏi. Chẳng ăn mỹ khác. Mẹ ăn cái gì lấy ra? Thôi khỏi đi. Không. Hả? Khỏi. Để mẹ ăn chuối mà chấm gì? Chấm canh chua. Ăn chơi cái tính ăn chuối quẹt kho quẹt, nhưng mà tự nhiên thấy cây cha mới nhớ. Đầu đồ ăn ít mình ban ra cho nó nhiều nhiều, cho thấy cho nó nhiều nhiều. Nó ban ngay vậy nè cả nhà. Ăn không bao nhiêu. Đúng không? Thấy cũng nhiều lắm. Được rồi đó, nhiều món rồi đó. Chao, nước mắm, muối rồi. Không mời cả nhà ăn cơm tối nha với Ngân nha. Canh chua khô miên à, cá khô miên kho quéo mà đang thui á, là người ta kêu kho miên á cả nhà. Ở quê hay nói vậy. Cho canh chua ăn để dồ em. Trời, gác chống như thế chuẩn miền Tây thôi. Gác chống giò, gác cái ăn quen tỏ hỏ, tỏ hỏ chấm muối ớt. Đúng. Nó có nhà có ai chưa từng ăn cái cây rau mát rồi chưa hả? Là đa số người miền Tây biết ăn. Mà ngon không biết là ở miền Trung với miền Bắc có biết ăn món này không ha? Nhiều khi biết ăn nhưng mình ta làm món khác. Ẩm nấu canh chua. Nấu canh chua nó cẩn thận vậy ngon quá. Người ta ăn cá muống, người ta ăn. Người Bắc người ta nấu canh chua cá muống không? Có lạp xưởng nữa. Ăn cơm nè. Cơm mà cả nhà ăn. Uống đồ hộng, bước uống cà phê sáng. Mưa làm thôi, uống miếng như vậy. Lặng tanh rồi trời. Không muốn nghe một tiếng xe luôn á. Có chiếc xe nào chạy được ngang nhà Ngân đâu nghe tiếng xe. Không, vào ngày đó là thấy sửa rồi bắt đầu đang sửa đường là đi dục đó còn ê hàng đâu có đi được rồi. Quéo
ăn xong rồi ăn tráng miệng với chuối cơm mặn. Ăn nó chua chua không? Ừ, nó hết cơm mặn. Ủa, cao trà. Cao trà. Ừ. Cao trà hồi xưa á. Rồi gió lên tắm chào được không? Không chứ. Không dám ăn hả? Nó nhiều dữ rồi, nó hơi nhiều rồi nè. Rồi, đập cái viên hồng ăn. Béo dữ. Nó không bị mặn nhiều mà nó béo dữ. Để hết bông lụa cây qua cây mát đi cho hai cây lụa còn đi. Ăn hết luôn chứ. Canh chua ở nhà cả nhà mình còn ăn không hết là để tới ngày mai nó dở dữ. Nó có chất chua á. Cái thịt cá đổ bụng xỉ thần. Ớt. Nguyên chị em nước mắm ớt đỏ vậy rồi. Thôi lạp xưởng ở quê làm ngon. Lạp xưởng tươi. Nhờ mua sẵn đa số chứ cũng ít làm. Tết mà giờ bận rộn với anh mua sẵn không hả nè. Mà con phái cái vị lạp xưởng của cô ngon làm. Cái vị ngon. Mặn mặn ngọt ngọt. Nhưng mà không có ngọt nhiều. Ngân sợ ăn lạp xưởng mà ngọt nhiều á. Ngán một cái nữa. Cái chua vừa ăn đó. Đồ chua không quá mà không, nó vừa. Vừa cân đối ghê. Mình ăn rau mắt mà mình không biết diễn tả làm sao để cho những người ta chưa ăn người ta biết được cái mùi vị. Rau mắt nó đâu có mùi. Nó có mùi lai gì đâu ha. Ăn chỉ nó giòn á. Nhưng mà bỏ vô canh chua mình ăn á là ngon. Kỳ á. Con thấy có người ta ăn sống chấm mắm. Nhưng mà ngon chưa ăn. Thấy thèm không? Ăn thấy thèm không? Cái bông thì ăn rồi, cái bông thì ngon á. Nhưng mà cái cây thì ngon chưa ăn. Mua ớt ngon. Cực ngon. Ớt là cay dữ vậy. Ớt cay đã. Ngon sao nhà biết ăn. Bình thường con quay clip là bưng cái bàn lên trước ăn cả nhà. Tết sắp xếp cho con cái bàn là con ngồi lên trước mà ăn nữa. Đó, nó mát. Ngỏ ra cái hầm. Mở quạt thì không dám mở. Mở vô cái năm tiếng nó ủi lắm. Ra lần trước có cây cối rồi cũng thoát không? Chuyện đường này giờ muốn mua gì cũng không chở gì được hết đó. Muốn gì? Chỉ vậy. Cái bàn rồi. Không mua chứ. Cái bàn đủ được. Ủa cái bạn con quay clip đem đây luôn rồi. Ừ. Mấy bạn thường ngăn thường quay clip hồi đợt rồi. Giờ lấy đi xuống bếp lại luôn rồi. Về hết với bạn rồi. Cái bạn dài dài á, dễ quay. Hình chữ nhật á. Mình để ăn theo cái hình cái điện thoại á. Chắc một tay chú rồi, để ăn hết. Nói ăn chấm chào. Béo một cái. Mũi thì ghê tại hồi đây bộ mùi trắng cả nhà. Mũi chích gô ra. Mũi thì sợ. Chuyện là Tết Xu về quê là phải lên sắm quần dài cho bà. Cái thịt nó độc lắm. Mũi cắn vô một cái là nó mặn đỏ trong. Ăn chứ nhưng mà ăn nói nhiều hơn ăn. Đó là rau mát thì tưởng là ăn. Chứ thôi sợ khán giả nói nhỏ nãy ăn lo ăn không mà không biết diễn tả rau mát cái mùi vị sao.
nó khó diễn đạt dữ lắm. Không biết nó giống gầu, không giống gầu làm, cũng không giống gầu muống, mà cũng không giống lá cách, mà cũng không giống lá bồ ngót hay gì á. Ăn nó cũng giống cái tay tượng. Đây đúng rồi, đúng rồi. Giống như tay tượng vậy. Gần gần giống như cái cây tay tượng, cây tèo nèo tay tượng á. Ăn lẩu á. Dạ, gần giống vậy. Đúng rồi. Ngon. Quẹt nè. Thôi quẹt rồi, phải quẹt. Rồi. Gắp miếng ba gọi. Kho mở mở trong dê nó quéo rồi luôn á. Ăn cơm canh chua hộp. Mặn mặn. Con mũi nó bự như mũi con trâu vậy rồi. Phải mũi không? Nó mới bự bu đây mà. Bự như con ruồi vậy đó nha. Chắc nó giống đâu rồi. Mũi trâu á. Không có ai kêu mũi trâu mà. Mũi trâu. Nên con thấy nó bự mà hình dạng con mũi nên kêu mũi trâu. Ông mới đầu dũng rồi. Ăn da rồi. Ăn xuống. Ăn da gì nữa. Ăn hết chứ nào rồi ngon. Ăn miếng cấm dẹp nữa rồi ngon tắt clip được rồi. Để clip dài quá. Rồi ăn tiếp. Ngồi lại mũi cắn ăn không không vô luôn tại. Nó nhịp chân nhịp giờ giờ ăn nhịp giờ. Không nhịp là nó cắn gì không nổi. Hả? Nó gồ lên nó bu mình cảm nhận được luôn á. Nó kêu e e với chân á. Nó giống như Cà Mau vậy tại. Không biết là cả nhà mình có đi Cà Mau chưa ha, chứ Ngân đi hồi đó Ngân đi làm vô nhà bà Bảy, bà Bảy em ruột của bà ngoại em. Đi ngang cái con kênh á. Mà mũi mình quơ tay mình đụng á. Vũ lắm nhiều. Cái con kênh mà mình đi tắt gán đi vô nhà bà Bảy là phải đi qua cái con kênh đó. Mà con kênh nhỏ nhỏ vậy nè, cả nhà, giống như phim Đất Phương Nam ngày xưa á. Có mấy cây bồng hai bên vậy nè. Mà mũi nhìn thấy hả, cắn giả luôn. Y chang như là ông ruồi nó bay vậy. Đi cầu vào cái thùng mót cả nhà. Cái thùng mót á, cái thùng xốp á, cái thùng xốp mà mình đừng ăn cái nó khoét thôi, cái đá cái ta dựng bốn cái tụ lên này nè, đi mắc cỡ gần chết luôn. Mà mũi mũi nó dần trời được đó là Ngân không có làm YouTube chứ Ngân làm Ngân quay cho cả nhà xem thú vị dữ lắm, đẹp cảnh đẹp dữ lắm luôn. Tại vì trước cửa là bãi biển nhà bà Bảy Ngân, là ở trong đây là nhìn ra là thấy biển liền quá. Ngồi chùm tàm. Mà không dám đi đâu, mắc cỡ. Đi ngay ngay đường lộ luôn. Cái cầu nó nằm ngay cái đường lộ vậy nè, ai đi ngang đi qua lại nhìn cái mặt mình ngồi lú mặt ra chò hỏi vậy nè. Không đâu đi đâu nữa. Cũng chết luôn. Biết nào có dịp vô bảy nữa mà. Vui dữ lắm. Nhiều nhiều cái để quay lắm á cả nhà. Có nuôi cua tôm hải sản rồi. Nhà bà Bảy là truyền thống đi tàu biển á. Có tàu ăn hải sản mà mỗi ăn một ngán luôn. Mực nó dày như là cái miếng dừa nạo vậy. Nó ăn bốc rồi. Nói là mình là ra ngoài mình thèm mình ăn, mình thèm khoái mình ăn chứ không ngoài đó người ta đâu có ăn nổi. Như mình ở đây mình đi ra ngoài đó thì mình mua trái cây ra ngoài đó mình biếu thì được. Rồi ra ngoài đó mình ăn hải sản. Chứ còn nói kêu mọi người ngoài đó ăn hải sản ăn không nổi. Còn hả? Cá đuối. Cá ghê. Cá đuối có hai mấy ngàn ký. Bữa Ngân đi ngoài đó Ngân ham quá, Ngân mua về Sài Gòn một thùng luôn. Nhà biếu vòng vòng sớm, người dạy con nó chua ăn, nó lẩu rồi. Lâu lắm rồi không ăn, thấy ngoại làm cũng thèm. Cấm dẹp này ăn buổi trưa á. Buồn miệng ăn buổi trưa á. Hợp lý hơn. Cá chỉ luôn, nó kẹo á.
Ngon quá. Trộn cấm dẹp á, mình phải dưới nước lên á, cho cấm dẹp nó mềm, ngứa xương xương lên, ngứa nước dừa cũng được á. Đúng rồi nha, không nổi rồi. Ngứa nước dừa lên. Đúng rồi, cho nó cứng. Mình trộn để một hồi mình mới ăn thì nó ngon, chứ là ăn liền nó cũng cứng. Cái này nè, hồi xưa á, bằng lá bằng ruộng rồi hay làm món này cho ruộng ăn. Ngon rồi. Nó có dừa đó là bé béo luôn. Mình cộng đường vô. Ngoại ngon khoái ăn cái món cấm dẹp rồi. Hình như về chuyến nào cũng nghe nói ngoại đổng cấm dẹp đó. Ua. Nói sao hả? Uống miếng nước. Nước dừa trong. Uống vô hết để chị. Một cái nước dừa. Đi chơi về cắt nước đó cả nhà. Ông làm màu cao đó. Uống cho đỡ. Mẹ uống rõ thì. Có. Mẹ uống cà. Đó hỏi đi anh uống nó cũng giống vậy. Thì thêm mình nấu nấu cái gì vậy nha. Nấu đậm thì nó gan vậy, còn nấu uống hay nó ổ. Nấu ít thì nó gan nhẹ hơn. Lão đó bị viêm họng hạt á. Uống biết ở ngoài Mỹ có người ta bệnh tiểu đường á. Mà người ta tìm không được lá sa cây, người ta uống lão gì không à, nó cũng chịu nữa, đường nó cũng hạ nữa. Tại vì con thấy có uống người làm đời vô kênh của Ngân bình luận á, tại Ngân cũng có chia sẻ clip bệnh uống thuốc nam trị tiểu đường á cả nhà. Chú hai uống hết rồi, bà ngoại cũng uống cũng chịu nữa. Mình khán giả vô cũng có nói viêm họng hay lắm ha, mày uống với ai uống với hết á. Thế hả? Ừ, viêm họng hạt á. Cô làm cái khô à? Ừ, cô làm cái đây cái nước cho nấu đại ba đi luôn cũng được là uống họng không có dám ăn ngọt ngọt, ngủ về bằng ba đêm, cách ba đêm rồi là bắt đầu nó cổ nó chịu không nổi luôn, nó hóc á, kêu là sao tự hồi uống cái gì mà từ hồi uống cái lá ổi giờ cái tự nhiên nó hết luôn, hết đúng không? Rồi thôi tạm ngừng video tại đây luôn nha cả nhà. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem hết video của Ngân nha. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ Ngân nha cả nhà, để sẽ nhận được thông báo Ngân đăng video tiếp theo nha. Bye bye cả nhà, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Đăng ký thì nhắc vô quả chuông rồi nhắc vô chữ tất cả nữa. Thì Ngân đăng video mới thì mọi người sẽ thấy đủ thông báo. Bye bye cả nhà nha. Mẹ chào bà con đi. Chào bà con. Tạm biệt bà con, tạm biệt bà con, tạm biệt bà con. Ờ tạm biệt. Đúng rồi. Tạm biệt bà con. Quên nữa, ăn trái chuối nữa cả nhà. Nãy quảng cáo chuối mà mình phải ăn. Hồi clip trước rồi cũng ăn rồi, giờ clip này ăn nữa. Cái chuối này ăn nó không? Nó chua, kiến hậu chua chua ngọt ngọt. Cái clip này, ủa, tự nhiên cái clip chuối này là ở quê Ngân là sắp như là mất giống luôn. Hiếm lắm á, giờ bên bển còn, bên bà hai còn hả? Ừ. Chứ bên mình là giờ trồng cá mẵng không? Kiếm chuối này khó. Chuối này là chuối ngày xưa. Nó chua chua. Ăn nó ít bột ha, ít bột mà nó có hậu chua. Chua cao mẵng thì bột nhiều hơn chút, nhưng mà không có hậu chua. Cái chuối Sài Gòn